Cái gì đấy? Gì đấy? Đây rồi, nhưng mà đây là thoải này á? Ừ, thoải đây. Ui giời, rồi mình cái túi để đây luôn mọi người ạ. Qua đây rau phát đây. Thấy không? Đào sâu vào trong này. Chọc cái rễ ra. Đây. Trong lỗ bên trong vẫn rộng này, đúng không? Yeah, rời rời mãi ngoài kia. Đào tung ra. Đấy, chọc cái ra. Biết rễ gì dài nhỉ? Thẳng sống. Hả? Thẳng sống ngoài dài chứ. Dài. Ui à, kéo cái trên cái thân cây, trên thân rễ của cái chỗ này nhìn cái vết ăn mới teng kìa. Ừ. Cái thân rễ mới teng kìa. Ui. Trong đây nhìn nó có vết vằn vằn. Vằn vằn gì này? Đất à? Đất hay con gì? Đất. Ui mẹ, vằn vằn giống con chằn thế. Chà là cái đám vằn vằn giống con chằn thôi rồi luôn. Không phải, mùi chằn hòn đất. Đất nó vằn vằn kiểu vậy. Ừ. Cái gì đấy? Ui giời. Gì đấy? Đây rồi, đây rồi. Đây rồi. Ui, thoải này á? Ừ, thoải đây rồi. 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 Ui, tôi mẹ nó rơi vào cái lỗ này. À, tôi vọt ra từ đây này. Mãi quá em túm được. Này đi. À, kiểu kéo gì được vào. Anh đi vòng núi kia ra. Bên này có thoa đây không nhỉ? Ui ôi, bên này không có lỗ rồi. Hả? Không, bên này không có lỗ. Phải đây, chọc. Phải đây chọc. Từ từ thôi, nhẹ nhàng. Từ từ nhá, để anh xem là cái đám nào để anh sang kia anh đục bên kia. Đấy, đục bên này. Đục bên này. Ui. Hả? Làm sao? Nó ngoảnh ra ngoài thì ao á. Nó là ngoài. Không phải là ngoài sang đây à? Ngoài sang bạn bên này đi. Ừ rồi. Đấy đi. Đào bên này. Đón đầu thôi. Đây rồi, thấy lỗ rồi. Hả? Không phải lỗ đấy á, lỗ nào? Nó về hướng nào đấy? Hướng bên nào? Đâu? Ui bên này á? Nó chui vòng sang đây à? Đấy, như đấy. Hả? Oh.
chuột đó. Hả? Con chuột nào ra? Cả con chuột nào ra? À, đây 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 đây, từ từ từ. Nhìn thấy đâu? Nhìn thấy đâu? Đấy đâu? Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. Rồi. Được chưa? Rồi rồi rồi. Rồi rồi rồi. Thả nhá. Ừ, thả ra đi. Ui. Đây, rồi, đây rồi, đây rồi. Đây rồi. Đây rồi. Đây đây đây. Đấy. Từ đó. Ui, xe nặng. Chặt quá. Cái này chặt quá. Bên dưới này có con núi. À, cây này là cây 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 xanh cây si rồi. Tức là nó đấy, nôi ra từ từ thôi. Từ từ thôi. Đấy, chưa kết người rồi. Ôi giời, ôi giời, nó mất ở trong đấy bắt buộc phải chịu thôi. Ôi giời. Cứ nhẹ nhàng, cứ nhẹ nhàng, cứ nhẹ nhàng từ từ thôi. Từ vội. Móc vào cái ông móc vào đây sát rồi. À, đây ở đây nó cái ao nó có cái núi. Vì 40 này. Sắp vào đây. Nhẹ hơn rồi, nhẹ hơn rồi. Ra đấy. Thấy đau rồi. Giờ từ từ nhẹ áo qua quay lại cắn nhá. Cắn nó không sao đâu nhưng mà cắn nó chảy máu thôi. Đấy, ra rồi. Đấy, rồi. Đấy, cầm này cầm vào đau đấy. Rồi, rồi. Úi giời. Úi giời. Chạy mất. Đây đây đây, nó còn có cái ổ con gì nữa. Em lấy cây em chọc chọc cái sao vọt hết nũ kia ra. Thế mày còn vò được. Vò được. Đây, cho túi. Ừ đây, cho túi đấy đi, cho túi đấy đi, không là đổ cả con này vào. Túi đấy lên đi. Thế là cả một cái chỗ này là hai con rắn táo. Đấy, con này mới to này. Con này to. To khư rồi. Nó vàng lắm, con to nhỉ. Ừ. Phải may mắn thì mới bắt được con to hay không, toàn con nhỏ nhỏ. Và cái mùa rét rét này là đi tối đến là đi xoay là đáo vàng là ăn thua. Đáo vàng là nó lại ra nó lại ra vào mùa rét. Nó ra nó phơi ở trên những cái cây như thế này. Đấy, tối mà đi xoay là ở cái khu vực như những cái chỗ như thế này là đáo vàng rất là nhiều. Đấy, con này có bụi luôn. Đấy. Đấy, cho vào một tí. Ủa, con này có 1 cân này. Ừ, cân. Nó 1 cân. Và cái dòng đàn đáo vàng này mà có những con 1 cân thì nó hơi bị hiếm. Hơi bị hiếm. Đấy, ngon rồi. Được rồi. Thế là cái lỗ này đào cục rồi gì? Ừ. Đào gần đến nơi thì em chọc chọc. Chọc chọc mà vọt ra. Ừ, chọc chọc vọt ra. Máy nó vô kịp. Úi giời, xem con bà ba này. Úi giời. Con to đấy. Úi giời, ngon rồi. Hai con rắn ráo, hai con rắn ráo này, có bự luôn. Ủa bà ba đấy. Úi giời, này. Được 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 2 cân không? Con này anh nghĩ được ấy nhỉ. Có cái màn này. Đớp. Mặt. Sao? Thì giờ cho cái cây này vào đớp này. Đấy. Đây. Úi giời. Úi giời. Úi giời. Kinh. Này. Mất nhà rồi. Đớp. Đấy mọi người nghe thì có đớp đi. Này mày quá vừa nãy em nhà nó đớp vào đây, nó đớp trượt, nó đớp trượt thôi nhà mày mày đớp tay mình dính đớp ngón kia được mày cái kinh nhỉ, kinh chưa, cái mồm mày quá dã man luôn mọi người. Kinh con này đớp phát chắc rồi. Được cái đỏ nhỉ, thì bắt được hai con rắn ráo vàng hơi to, nó bị to luôn. Đấy, con này có khi chui lên miền Đông nhỉ. Đấy, đấy. Được vậy.
Ngon rồi. Này là ở dưới mặn dưới này là cái đầm nước mọi người ạ. Nên là ba là nó thường thường là nó nên nó nằm hang là nó hay nên trên những cái chỗ có điểm khô. Xin chưa. Vừa nãy nó nằm ở đây. Ừ thế thì đúng rồi, có khả năng là nó ở dưới này nó lên này. Khả năng là ở dưới này nó lên đây. Thế thì nó nằm vừa nãy ở cái đám này phải không nhỉ? Vừa ở chỗ này đúng không? Thời gian mà đào hết cái gốc này ra thì ngon này. Nhưng mà cái gốc này nó dai lắm, gốc cây xanh cây xì nó dai. Thôi cho vào đi em. Cho vào đi. Đấy đâu. Chết. Úi giời, quá tuyệt vời. Đấy. Con này thì cũng được 2 cân những nếu mà là nấu được bữa đậm. Bán thì cũng được mấy trăm nghìn rồi. Quá tuyệt vời. Úi giời. Thôi đi, anh em mình lại tiếp tục thôi. Giờ để ý cái túi ấy, vừa rơi tít ra ngoài kia. Anh em mình vừa nãy là bắt được 2 con rắn ráo ở đây, một con ba ba. Đấy, con ba ba này thì chắc là cũng được khoảng cỡ 2 cân. Bây giờ anh em mình tiếp tục đi săn tìm tiếp ở cái khu vực này, xem còn phát hiện được thêm gì nữa không. Nếu mà thấy thì anh em mình lại tiếp tục quay lại cho mọi người cùng theo dõi mọi người nhé. Mọi người xem thì nhớ like, chia sẻ, đăng ký kênh ủng hộ cho tất cả anh em mình nhé. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Chào tất cả mọi người.